Duy Nguyễn và Thu Hương, chào mừng các bạn thân yêu đến với chương trình đáp thành số bao nhiêu nói đi. 463. Hỏi đáp 463, câu hỏi 5262. Chào anh Duy và chị Thu Hương, trước đây thì em toàn đặt câu hỏi thể hình, nhưng hôm nay mạn phép nhờ anh chị tư vấn tình cảm vì thấy anh cũng là một người khá tâm lý trong tình yêu. Chuyện là em với bạn gái quen nhau gần 2 năm và cô ấy đi du học. Mọi chuyện tưởng như khó khăn khi yêu xa nhưng lại thấy tụi em còn rất vui vẻ, hay chia sẻ. Hiểu và tin tưởng nhau. Em chưa từng gặp ai mà hợp với mình như vậy và cũng có ý định cưới bạn ấy khi công việc ổn định. Rồi một ngày bạn ấy nói lời chia tay vì lý do sẽ cố gắng định cư và làm việc ở nước ngoài trong vòng 4 năm tới, không về nước. Bạn ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới, du lịch nhiều nơi. Em nghe buồn lắm vì đây cũng là mối tình đầu, để lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp. Anh nghĩ em có nên bỏ qua hay tiếp tục thuyết phục bạn ấy? Em sẽ cố gắng tìm chỗ thực tập bên nước ngoài và ở gần bạn ấy. Em năm nay 20 tuổi, tinh thần đang đi xuống dù không muốn ai nhận ra. Real Count không cứu được các buổi tập của em gần đây. Em mong câu hỏi của anh chị Thu Hương. Em mong câu hỏi đến được với anh chị. Xin lỗi vì câu hỏi của em quá dài và buồn. Tức là bạn với bạn này là hai người đang ở xa quê hương đúng không? Tức là hai người cùng ở một đất nước. Thì như vậy còn đỡ hơn bạn kia. Cái bạn kia là cũng giống như bạn vậy đó, nhưng mà người yêu đi du lịch du học xa rồi kêu đợi chờ mấy năm gì đó. Anh nói thôi, xác định luôn đi. Kết thúc đi. Hoặc là sau đó chứ kiểu mà sao mà cách lòng thì không ổn rồi. Còn trường hợp của bạn vậy thì nó đỡ hơn. Nói chung mình cũng cùng gần gần một đất nước có thể đi tới đi lui được. Đi tới đi lui được thì thăm nom chăm sóc được. Và cái vấn đề bây giờ là cái vấn đề là bạn con gái của bạn á ngỏ lời chia tay vì lý do là cố gắng định cư ở bên này. Còn bạn thì chắc bạn học xong bạn về hay sao? Anh không hiểu chỗ này lắm. Nói chung là câu hỏi của bạn, bạn chưa có đặt rõ chỗ này là hai người như thế nào. Đều là du học sinh hết. Hay là bạn còn ở trong nước mà cô ấy ở nước ngoài. Mà nói chung là hai người ở hai đất nước khác nhau thì anh nghĩ là trước sau cũng khó mà thể xung vầy được. Hay là bạn này ở đây. Bạn nói là em sẽ cố gắng tìm chỗ thực tập bên nước ngoài và ở gần bạn ấy. Thì anh bởi chính là cái câu đó anh mới phân vân. Không biết rằng em đang ở Việt Nam hay em đang ở nước ngoài. Tại vì một khi một người mà... Chuyện là em với bạn gái quen nhau gần 2 năm và cô ấy đi du học. Cô ấy đi du học. Cô ấy đi du học đúng không? Bạn ở nước ngoài đúng không? Bạn ở Việt Nam đúng không? Có thể bạn là cái bạn bữa hôm thì sao? Thôi giờ nhức đầu quá. Giờ tóm lại á, đặt ra một cái ngữ cảnh vậy. Cô gái người yêu của bạn đi du học ở nước ngoài. Bạn ở Việt Nam. Vậy thôi. Bây giờ cô gái bạn đi du học và cô gái bạn xác định chân trời mới là cô ta không về nước nữa đó. Thì cái đó là anh cũng hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn gọi là dễ hiểu với suy nghĩ của cô gái này. Ai mà đi được trai muốn về, cái đó là sự thật thôi, phải nhìn nhận sự thật, đi được trai muốn về đó là điều mà bạn phải chấp nhận. Mình không thể ích kỷ kêu em về đây với anh đi, cái đó là không được. Tình yêu là không ích kỷ vô đó. Tình yêu là phải nghĩ một cái tốt cái đẹp hơn cho người ta, chứ không phải là nghĩ một cái tốt cái đẹp cho mình. Ví dụ đối với đàn còn nếu mà bạn á, để anh nói cho nó đã miệng đi em. Còn nếu mà mình á mà xác định rằng mình không cao thượng đến mức cái gì cũng phải tốt đẹp cho em hết, thì thôi giờ ngã giá đi bạn. Giờ em tốt đẹp cho anh trước rồi sau đó anh nhường lại cái tốt đẹp cho em. Cái này nó đùa thôi nha bạn. Ra ai chịu vậy? Nó đùa cho nó vui thôi. Đó. Nên cái việc này của bạn á, bạn phải hết sức là bình tĩnh ở chỗ này. Bây giờ bạn muốn đi tìm một cái chỗ thực tập gần cô ấy, thì cái bạn được là cái gì? Tình yêu mà chưa chắc được nữa nha. Chưa chắc được nữa, nhưng mà cái bạn mất là cái gì? Có thể là quan hệ gia đình, bạn bè ở Việt Nam sao? Dù khi Việt Nam cũng có công việc rồi sao? Bây giờ bạn đi qua nước ngoài, bạn đang bắt đầu một cái thử thách, một cái môi trường mới mà chưa có gì bảo hiểm cho bạn là bạn thành công cả. Nó rủi ro đó chứ không phải không đâu. Còn một ý này nó nguy hiểm hơn nè. Bạn đi ra nước ngoài tại ai? Tại vì cô kia. Tại vì ai? Tại vì tình yêu với cô kia. Nhưng mà bạn có chắc rằng cô ta còn yêu bạn hay không? Cái này mới là cái nguy hiểm nè. Đôi khi muốn chia tay lý do nào nói cũng được cả. Nói thôi giờ em định cư đây. Hay em định cư ở đây rồi em muốn đi du lịch này nọ kia thứ. Còn anh ở Việt Nam thì em cảm thấy giữa anh với em có gì đó nó không thể nào là bước tiếp được. Mặc dù bây giờ đang phone cho bạn mà trong tay đang ôm tay tay rồi sao vậy bạn? Cái chuyện đó sao bạn biết được mà không thể nào biết được đúng không? Mặc dù yêu nhau là phải tin nhau. Nhưng mà mình là một người đàn ông thì mình cần phải, mình không biết những cái gì có thể xảy ra. Tin là một chuyện, nhưng mà biết là chuyện khác. Đôi khi biết vẫn tin. Như vậy khi mà bạn bị sốc á, nó không có sốc tới cái mức mà bất ngờ quá. Ít ra tôi cũng biết rồi, chẳng qua là điều tôi tiên đoán đã đúng sự thật và em không như là tôi mong đợi, ví dụ vậy.
Đó, nên bạn phải hết sức bình tĩnh. Nhân tình cảm này nè, bạn phải chắc coi cô ta còn yêu bạn hay không. Nhưng mà để làm một cái gì đó mà hy sinh quá lớn cho tình yêu, cái chuyện đó là đối với anh là anh cảm thấy nó không thật sự nó đáng. Bạn còn những cái khác quan trọng hơn. Về gia đình, ai cũng có cha sinh mẹ đẻ hết. Đó, mình sống ở trên đời này tới tuổi này thì trả hiếu cho cha mẹ trước đi. Chuyện tình cảm tính sao? Anh không đặt ra bài toán là mẹ chồng nàng dâu nha. Anh không đặt bài toán đó, anh chỉ nói là giờ cha mẹ mình ở Việt Nam thì không ai lo hết trơn. Mình đi ra nước ngoài bỏ cha mẹ Việt Nam, cái chuyện đó là không nên. Mà ra nước ngoài mà về bị bồ đá lúc đó chả ai đồng cảm với bạn luôn. Người ta chỉ nói bạn, ừ mày chỉ là thằng dễ gái, đây là cái kết mày phải chịu. Nó buồn lắm bạn. Đó thì bạn hết sức là bình tĩnh, anh không dám khuyên. Tại anh không phải là bạn, anh không biết được cái mối quan hệ tình cảm với hai người như thế nào. Và thật sự là cô ta còn yêu bạn hay không. Và ở xung quanh bạn còn có những cái ràng buộc nào hay không. Cái đó thì anh không biết, thì anh chỉ nói nước đôi như vậy thôi. Thì bạn liệu cơm mà bạn gấp mắm trong cái tình huống này. Rồi thì Hương muốn nói gì nói đi em. Tóm lại là bạn, theo Hương là bạn nên từ bỏ. Từ bỏ đi, chắc chắn là không được rồi. Tại vì một khi phụ nữ mà ví dụ như họ đã bước sang một cái môi trường mới, gặp những người đàn ông mới, mặc dù họ chưa yêu nhưng mà ở cái môi trường này điều kiện tốt hơn, kinh tế tốt hơn, cái gì cũng tốt hơn hết, thì người ta sẽ ở lại đó chứ không ai mà muốn về cả. Đúng là tạ mạnh hơn nữa nha. Nói chung là phụ nữ mà bạn khi đã bước sang môi trường mới rồi mà nếu mà chưa lập gia đình á, thì họ sẵn sàng là họ sẽ cố gắng làm sao mà để ở lại cái môi trường đó. Cả ngay cả nam giới cũng thế. Nam giới thì may ra nha, may ra là qua môi trường mới thành công rồi thì còn vấn đề trong tay, không còn là vấn kinh tế, không còn là vấn đề nữa, thì họ may ra họ còn có thể về quê, họ kiếm một cô nàng thôn nữ lấy làm vợ, đúng không? Này thường cảnh này thường xảy ra. Cảnh này thì lại thấy rất là nhiều. Nhưng mà riêng nữ giới thì không bao giờ bạn. Nữ giới họ đã đạt đến một cái đẳng cấp nào rồi thì họ sẽ nhìn lên một người đàn ông hơn mình, nhưng không ai mà nhìn xuống hoặc là nhìn xuống một cái môi trường thấp hơn mình. Thế nên cái này là bạn phải chấp nhận thôi. Những anh chàng Hương có những người bạn á, có một cái anh kia là Hương biết ánh mà ánh quen toàn phải những cô gái mà các cô đi du học thôi. Cho nên lần nào anh yêu cô nào là cô đó cũng đi du học. Bởi vậy anh đó ở đến bây giờ chưa lấy vợ. Thì có thể cái đấy là cái số của anh, thì nói chung là cái chuyện này là bạn phải chấp nhận thôi, cái này nó là quy luật rồi, phải chấp nhận thôi. Và chúng ta sẽ tìm đến một cái cơ hội mới, những cái tình yêu mới, những cái niềm vui hạnh phúc mới mà ngay xung quanh bạn mà đôi khi bạn không nhận ra. Đó là gì? Đó là gia đình, đó là bạn bè. Và ngay cả những cái cơ hội tình yêu mới quanh bạn mà bạn chưa tìm thấy và bạn chưa biết, nhưng mà sau này thì bạn sẽ biết. Nên mà đừng có suy nghĩ xa xôi, tại vì bạn còn rất là trẻ và cuộc đời của bạn còn rất là nhiều thứ phải lo, phải nghĩ tới. Cho nên những cái vấn đề này thì mình không nên quá bị suy sụp như vậy. Trong quan hệ tình yêu trai gái, bạn nhớ Diệp Duyên câu: bạn sống quá tình cảm, bạn chính là người chết trước. Vừa thôi bạn. Nếu mà nói như anh thì hai người mà không tình cảm, hai người mà sắt đá thì làm sao mà họ tới. Không phải là sắt đá, nhưng mà tình cảm cho tới cái mức mà còn biết là mình đang làm cái gì. Chứ đừng có tình cảm tới mức mất đi lý trí. Thì anh nói vậy thôi, chứ anh đâu nói là anh đang dùng từ quá tình cảm mà. Hy vọng là sau cái chương trình này thì bạn sẽ có một cái nguồn rìu cao mới. Nên là mình phải thay đổi cái tinh thần đi, tại vì nó là quy luật, nó là như vậy rồi. Mà rất là khó để thay đổi quy luật. Tại vì Hương là phụ nữ thì Hương có thể hiểu được. Phụ nữ luôn hướng lên một cái gì đó cao hơn mình, luôn hướng đến những người đàn ông mà có một cái gì đó phải hơn mình. Chứ còn người đàn ông bằng mình, dưới mình, về mình làm mẹ nó à? Đúng không? Nói chuyện thì hơi thô thiển một chút, nhưng mà Hương muốn chỉ cho bạn rằng là cái đó là cái quy luật rồi. Bạn không có thể phá vỡ nó, rất là khó. Mà tìm để phá vỡ được nó thì bạn phải làm sao? Mà phải cố gắng hơn nữa. Tức là bạn còn trẻ, bạn phải cố gắng hơn trong sự nghiệp, trong kinh tế bạn vững chắc rồi. Biết đâu sau này cô ấy có thể là có một cái nhìn ngược lại thì sao? Bây giờ bạn sau này bạn trở thành đại gia ở Việt Nam thì cái cô lại có phải chú ý tới bạn, đúng không? Cho dù cô ở phương trời nào, Tây đi nào đi nữa, nhưng mà cô cũng phải chú ý vì hiện tại bạn đang là đại gia ở Việt Nam. Nói đùa vậy thôi. Ra qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 5263. Chào anh Duy và chị Hương, năm nay em 18 tuổi, cao 1m69, nặng 75kg. Em tập được 2 năm và bắt đầu chuyển qua giáo án mắc OT. Em tập với khối lượng tạ nặng, chuẩn động tác. Dinh dưỡng mỗi ngày của em bao gồm 600g cơm trắng, 400g chuối, 800g thịt các loại. Ngoài ra em còn dùng một muỗng liều cao, 3 muỗng whey elite, 1 muỗng casein. Theo anh, dinh dưỡng và cách tập luyện của em đã hợp lý chưa? Em đang muốn giữ nguyên cân nặng để cơ bắp phát triển, sau đó mới cắt nét lại. Cái dinh dưỡng của bạn thì thấy là đủ chất rồi đó, tạm tạm đủ rồi đó. Đương nhiên là chuối thì cũng hơi bị nhiều.
tập theo mắt OT mà bạn ăn sao thấy anh nghi ngờ quá. Nó không được đúng chuẩn mắt OT cho lắm, về mặt dinh dưỡng chung là ổn. Còn cái thực đơn này nó có đảm bảo được cho bạn giữ nguyên cân nặng hay không thì bạn phải thử. Chính bạn phải thử bạn mới biết, chứ anh không trả lời được. Bạn phải thử, nếu mà tháng đầu bạn dùng thực đơn này mà nó mập lên thì bạn dùng thêm tháng nữa coi nó bự nữa hay không. Nếu mà dùng thêm tháng nữa mà nó không bự nữa thì cái thực đơn này xem ra cũng gần đúng rồi đó. Đôi khi tháng đầu nhiều khi mình ăn thì cũng bằng TDE, nhưng mà tháng đó mình vui quá, cái gì cũng thành công quá, ngủ đã quá này nọ kia kiểu các thứ thì nó đương nhiên là nó vẫn có một cái sự nó phục hồi tốt hơn thì nó sẽ tăng cân nhẹ. Câu hỏi năm 264, em năm nay 18 tuổi, cao 1m69, nặng 75. Em tập được 2 năm và bắt đầu chuyển qua giáo án mắc OT. Sao quen vậy? Em tập với khối lượng tạ nặng. Sao quen vậy? À Hưng xin lỗi. Câu hỏi 5265. Ý thứ nhất là em có câu hỏi đẩy ngực trên thì bao nhiêu phần trăm ăn vào vai và bao nhiêu phần trăm ăn vào ngực. Rõ hơn nữa thì bao nhiêu ăn vào ngực phần trên và bao nhiêu ăn vào ngực phần giữa. Anh có thể ước tính được không? Em đọc trên mạng thấy họ nói đẩy ngực trên chỉ ăn được 10% vào ngực, còn 70% ăn vào vai. Đúng bạn, nói câu đó đúng nhưng với điều kiện ghế thiết kế sai. Họ nói thế có đúng không, và em hơi hoang mang khi tập ngực trên vì họ bảo ăn ít như thế vào ngực thì còn gì là tập ngực trên nữa. Anh giải đáp nhận định này. Thì nhận định đó cũng có thể đúng nếu mà cái ghế thiết kế sai. Cái ghế ngực trên nó càng dốc thì nó càng ăn vào vai. Ghế chuẩn là 30 độ là đủ. Còn bây giờ ghế 45 độ đang vai nhiều, ghế mà 60 độ đang vai còn ác dữ nữa. Đó thì bạn phải hình dung là một khi mà mình nằm á, mình đẩy mà cái dốc càng cao thì nó càng vai nhiều. Vậy thôi. Còn cái dốc càng thấp thì nó càng vai ít. Nó thì tùy thuộc cái ghế, không ước lượng được, còn tùy thuộc cách đẩy nữa. Ví dụ như cũng cái ghế đó, nhưng mà với một người rồ, một người chuyên nghiệp á, người ta sẽ cảm nhận cơ khác, người ta vẫn đẩy ăn ngực được. Còn một người chưa cảm nhận được cơ, cứ đẩy theo cái cơ chế bình thường thì nó sang vào vai. Đó, nên không ước lượng được, nó phụ thuộc vào rất là nhiều nguyên nhân. Nếu mà đẩy ngược trên thì cứ đẩy ghế nào mà sàng sàng thôi, 30 độ là đẩy. Còn thấy người ta thiết kế cao quá bỏ, kiếm cái ghế khác tập. Câu hỏi 5266, ý 2 là bài cable press đẩy ngực với cáp. Em muốn tăng cân và tăng độ lớn cho ngực chứ không cần phải cắt nét. Thì bài này có cần thiết phải tập không anh? Nghe anh nói mình đang tăng cân độ lớn. Mình đang tăng cân độ lớn thì bài fly ép ngực không cần lắm. Thích bỏ thì bỏ. Em hỏi bài cable press có cần thiết khi mình tăng cân và độ lớn không anh? Bạn dùng từ tăng cân độ lớn nhưng mà Hương được xin được thêm bên cạnh chữ và. Cái bài cable press đúng không? Thì tùy, nếu mà cái phòng tạ của bạn hay là cái ngày tập đó của bạn đó mà bạn press chưa có đủ, hoặc là cái máy press nó bị người ta chiếm dụng nhiều quá thì bạn có thể tập bài này. Còn tất nhiên nếu mà press bằng barbell và dumbbell và diff và nó làm đủ hết trơn rồi thì không cần phải tới cái bài này. Cái bài này nó có một cái ưu điểm á, là nó tập nhanh. Nó tập nhanh nhưng mà nó có cái khuyết điểm là nó khó tập. Tại vì khi bạn muốn tập bài này thì cái máy vai đôi của bạn á, trong phòng gym mình dân gọi cái máy này là máy vai đôi. Cái máy vai đôi của bạn nó phải trống hai bên bạn mới tập được. Chứ còn nếu mà cái máy vai đôi của bạn lúc đó bên kia có một anh chàng đẹp trai đang tập tay sau thì bạn không tập được, bạn còn tay bạn không tập được. Thì cái máy này nó có cái bất tiện và cái không bất tiện. Do đó một cái máy mà nó phụ thuộc quá nhiều và nó có nhìn những cái vấn đề nó không thật sự thuận lợi á, thì mình nên hạn chế nó trong cái lịch chính thức của mình. Nên mình thích thì mình tập thôi chứ cũng không quá quan trọng. Nếu bạn đặt cái bài tập này vào cái lịch chính thức của mình thì lỡ ngày đó phòng đông người quá, ta tập tay trước tay sau cầu vai, ta tập máy vai đôi không, thì lúc đó bạn không còn máy để bạn tập thì bạn sẽ bị động. Bà có nói thêm là vì em không muốn kéo dài buổi tập mà những bài nào không cần thiết cho độ to lớn thì chắc em bỏ. Chẳng hạn như bài fly em chỉ khởi động qua trước buổi thôi. Ừ, cũng được mà, vậy bỏ đi bạn. Câu hỏi 5267, em có một câu hỏi như sau. Cho em hỏi khi tập tay trước thì mình đau ở đâu là đúng? Em hỏi câu này là bởi vì em khi tập tay trước xong thì em hay bị đau ở phần gần cẳng tay. Đó có phải là bị đau gân không ạ? Như vậy các bạn, tức là nguyên tắc đau cơ thì nó đau toàn bộ bó cơ, nhưng mà cái phần tập trung nhiều nó sẽ nằm ở giữa cơ, nó nằm ở giữa cơ ha. Còn bây giờ bạn đau ở đầu hai cái cơ đó thì là cái đau do chấn thương nó nhiều hơn đau do tác động. Nó thì bạn nào mà tập thể hình mà bị đau ở đầu hai cái cơ nhiều hơn so với phần còn lại của cơ đó, thì coi chừng. Còn bạn nào đau trên mặt bằng chung diện rộng của cơ luôn đó, thì là tốt. Câu hỏi 5268. Mến chào anh Duy và chị Thương, anh chị cho em hỏi một vấn đề nhỏ này. Em có thể dùng Elismat làm bữa ăn phụ kết hợp với Lean Body sau tập được không? Vì các bữa phụ em không biết dùng gì ngoài Mass và Lean.
Lin làm dùng làm bữa phụ thì em chỉ dùng được nửa gói lượng calo. Em thấy thấp quá nên em tính thế mát vào. Lượng calo hàng ngày đưa vào cơ thể đảm bảo xung quanh mức TDE hoặc cao hơn chút ít thôi. Em hiện tại thuộc dạng cơ ít mỡ tạm tạm, chủ yếu là ở bụng nhiều. Cảm ơn anh chị đã trả lời. Chắc chắn là được mà. Hai này là hai thằng này nó đều là protein hoàn chỉnh hết. Thì bạn có thể pha chung với nhau. Để bạn uống, để bạn cân chỉnh là cái độ calo thôi. Tức là một cái bạn chê calo ít đúng không? Uống vô đói thì bạn lấy mát vô để cho calo nó cao đúng không? Thì cũng được, nó sẽ là một bữa ăn. Cái vấn đề là bạn cân chỉnh calo và tỷ lệ thành phần raw carb fat cho nó hợp lý. Câu hỏi 5269 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 56 trong bài đáp thành số 4. Câu hỏi 5270 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 1852 trong bài đáp thành số 176. Câu hỏi 5271 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 3522 trong bài đáp thành số 314. Câu hỏi 5272, em năm nay 15 tuổi, cao 1m72, nặng 53kg. Hiện tại vì em đang gầy nên em đang tập gym và chỉ mới tập được 3 tuần. Em có thắc mắc là qua video của anh Duy thì một buổi tập không quá 60 phút, mà sao em tập những bài tập về một nhóm cơ lớn như ngực thì lại quá 60 phút. Đó là em tập và sử dụng gần hết các máy về tập ngực của phòng em. Có cần trong một buổi tập hết những bài tập và sử dụng hết các thiết bị về ngực không anh? Không em, tức là ở chủ phòng ta mua nhiều máy vậy thì mình tập những cái cần thiết thôi. Còn nếu mà nó nhiều cái cần thiết quá thì mình chia làm hai ngày tập khác nhau. Chứ không có cách nào mà tập hết tất cả các máy mà cho trong vòng 45 phút cả. Không ai tập nổi cả, mình chỉ cần tập chừng 2-3 máy. Trong một cơ á, mình tập chừng 2-3 máy là cũng là tương đối là đủ rồi đó. Bạn nào mà ghiền lắm á, là 4 máy thôi là thấy rất là nhiều rồi. Còn bạn tập nhiều chưa chắc bạn nhận được nhiều nha mẹ. Câu hỏi 5273, em chào anh chị cùng toàn thể ban biên tập. Em tên Hòa, năm nay 18 tuổi, cân nặng 54. Em hơi gầy. Anh Duy cho em hỏi gầy như em có thể dùng C4 được không? Hiện tại em đang dùng C4 vì nó giúp cho em tập được tốt hơn. Em đang định tới cho anh mua một hũ C4, em xin cảm ơn. Đương nhiên là được bạn, C4 nó không có kén người. C4 nó chỉ là mà mục tiêu nó sinh ra là nó tổng hợp năng lượng và nó sử dụng năng lượng để cho cái buổi tập của bạn nó tập trung và nó hiệu quả hơn thôi. Đơn giản nó là vậy. Nếu mà bạn cảm thấy nhu cầu của mình cần nó thì bạn xài. Có thể là xài trước khi chạy điền kinh, hay là xài trước khi đá banh, hay xài trước khi mà cardio, hay là xài trước khi mà vận động mạnh. Nói chung là khi nào mà nhu cầu cơ thể cần thì bạn đều có thể xài được hết. Nó không có kén form người nha bạn. Câu hỏi 5274, em xin đặt câu hỏi luôn, tại sao tập các bài đẩy ngực, vai và xà kép thì phần khuỷu tay lại đau? Và em cũng không có điều kiện kinh tế để dùng thực phẩm bổ sung. Vậy anh chị có thể cho em loại đồ ăn giúp phục hồi cơ bắp tốt từ rau quả hay đồ ăn thường ngày được không? Thì cái vấn đề giờ khuỷu tay bạn có đau thì bạn cố gắng, bạn mới tập thì nội công bằng yếu và đừng có xuống sâu quá. Bạn xuống vừa vừa thôi. Có thể là trong giai đoạn này mình tập hơi ăn gian đó. Tại vì mình mới tập nó nặng quá, mình xuống sâu nó bị đau. Đó. Thì bây giờ vấn đề của bạn có hai cách khắc phục. Một là xuống không sâu, mà xuống không sâu thì dễ bị ném đá. Thì mình nói chung là chỉ có mình mới hiểu mình thôi đúng không? Người ta ném thì bạn nhắm chịu được thì thôi kệ. Còn nếu mà không thì tập nhẹ lại xuống động tác cho nó chuẩn, nó đẹp form là không ai ném đá hết. Đó thì tùy cái quyết định của mình. Còn ăn uống như thế nào để cho phục hồi nhanh thì ăn đầy đủ chất đó. Rau xanh, củ quả, thịt cá, trứng sữa, cơm, gạo gì đó, ăn đầy đủ chất như vậy thì chắc chắn là nó sẽ phục hồi tốt. Câu hỏi của bà cũng đã khép lại cho một hỏi đáp số 463. Nãy giờ anh thấy em ngáp hơi nhiều rồi đó nha. Ra làm ngay cho anh một muỗng rượu cao cho anh. Thì đâu mà đọc câu hỏi thì mà ngáp lên, ngáp xuống nè. Rồi, chú Nguyễn và Tư Hương xin kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đáp thành số tiếp theo. Jim, Jim, hạnh phúc đời ta không thể vắng xa. Gym chính là đời, nào đen liệt sức mạnh để chẳng thua ai. The Melgro, cánh tay chẳng căng sức sống mà nơi. Bài tập squat mông công tôn gian sexy, cơ bắp cứng căng theo nhịp bench press siêu đẳng. Nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio, tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp. Mạch máu sôi sục ba bell roll Zenichita, xa kẹt xa đơn đậm đà chất nam tính. Này mắc OT super set cùng lên body, và 45 phút cường độ cao ta năng chính tạo gym. Câu hỏi liên quan đến thể hình và được trả lời giải đáp nhanh chóng, các bạn vui lòng đăng ký hội viên group Facebook Thầy Ngon Life Fanpage. Chúng tôi không thể giải đáp qua các kênh mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn.
Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.